Hello, xin chào tất cả mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Thanh Hoa. Thì ngày nay mình lại có cơ hội mình ngồi để và bàn luận với mọi người về FIFA lại 4 lần nữa. Thì thời gian vừa qua có nhiều bạn thắc mắc với mình về những sơ đồ mà hộp Meta Gameplay 9.0 này. Ok, thì ngày nay chúng ta sẽ cùng bàn về top 5 sơ đồ đội hình hộp Meta Gameplay 9.0 này nhất. Và trước khi xem video đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình hành động được làm những video sau nha. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng xem thử video này nó như thế nào. Và đứng thứ 5 trong danh sách này đó chính là sơ đồ 4-1-2-3. Sơ đồ này thì mình sẽ có hai tiền đạo cánh nè. Hai tiền đạo cánh này thì mình sẽ gắn luôn một kỹ năng đó chính là di chuyển ngay khi đứng một với lại phản ứng ngay khi kêu xâm nhập hoặc là khéo léo. Và tiền đạo thì cũng vậy á, cũng là phản ứng ngay khi kêu xâm nhập khéo léo với lại đỡ bước một hoặc với lại cải thiện sút xoáy nữa, quá ngon. Và mình sẽ có hai chàng CM thì mình sẽ gắn luôn một kỹ năng đó chính là sút xoáy nè, sút xa hoặc là sút cự ly gần, nhưng quan trọng vẫn là khéo léo với lại một kỹ năng sút. Với CDM ở sơ đồ này sút rất là nhiều, và CDM á thì mình sẽ sử dụng một kỹ năng đó chính là sút xa nè, đó phải ngay khi kêu xâm nhập cũng được hoặc khéo léo nó cũng được. Đây mình hết kỹ năng rồi. Và bốn chàng hậu vệ thì mình sẽ gắn huấn luyện về kỹ năng đó chính là khéo léo với lại tổ chức hoặc là khéo léo lại tắt bóng. Ba bộ ba kỹ năng đó là quá ngon cho bộ tứ hậu vệ luôn. Và GK thì mình sẽ gắn huấn luyện về kỹ năng đó chính là cản phá sút khoảng cách trung bình với lại cản phá sút ha. Và nhà quản lý thì mình sẽ gắn huấn luyện về kỹ năng nhà quản lý đó chính là Erik ten Hag, có kỹ năng truyền chính xác nè, có tận dụng phần trống. Đây là hai chỉ số cực kỳ quan trọng cho sơ đồ này. Và chiến lược đơn đội của sơ đồ 4-2-3 thì mình sẽ, đây là một sơ đồ phản công nhanh nha, nhưng mà ban mặt ngắn. Mình sẽ đang xen giữa hai chàng CM với nhau, tốc độ mình để 67 thôi, truyền mình là 40 nè. Chọn vị trí sẽ tổ chức, còn phần tấn công thì truyền bóng mình sẽ là 59, tạt bóng sẽ là 67, sút là 35 và chọn vị trí sẽ là tổ chức. Đội hình này thì mình sẽ luân phiên bóng giữa hai vị trí CM, đẩy hai cánh đó, thì nó sẽ tạo ra một cái lối đá dễ hơn. Và phòng ngự, đây là phòng ngự ở cự ly thấp, cự ly hẹp để hạn chế những phản công của đối thủ và hạn chế mặt sút xa. Và đường thủ mình sẽ để tự do. Chiến thuật đơn của từng cầu thủ thì mình sẽ để tiền đạo sẽ là công 3, thủ 1 sẽ nách chạy chỗ. Hai cánh thì mình sẽ để là công 3, thủ 2 và xe sai bóng biên, tất cả lại sẽ mặc định. Hai CM thì mình sẽ để công 2, thủ 2 đây nha, tham gia tấn công. AS2 nha, tham gia tấn công luôn. Và CDM thì mình sẽ để là công 2 và thủ 3. Đó. Bộ tứ về thì mình sẽ để hai về cánh sẽ là công 2 và thủ 3 không tham gia tấn công. Hai CB sẽ là công 1 thủ 3 thôi. Đó, toàn bộ chiến thuật đơn đội và là nhà quản lý kỹ năng của 4-2-3. Và đứng thứ tư trong danh sách này đó chính là sơ đồ 4-2-2-1-1. Sơ đồ này mình sẽ có một tiền đạo là Robert Lewandowski nè, mình sẽ để huấn luyện kỹ năng là di chuyển ngay khi đổi một, là phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập và là sút xoáy. CM thì mình sẽ để huấn luyện kỹ năng cũng khá giống với tiền đạo, quan trọng nhất vẫn là đổi một, là khéo léo là tạo cơ hội ghi bàn để kiến tạo cho tiền đạo phía trong. Và hai tiền vệ cánh thì mình sẽ gắn huấn luyện kỹ năng đó chính là di chuyển ngay khi đổi một nè, phản ứng ngay khi kêu gọi xâm nhập và lại khéo léo. Đây là bộ ba kỹ năng quan trọng nhất, gắn thêm cái tạo cơ hội ghi bàn nó càng tốt. Và hai chàng CDM thì mình sẽ để là kỹ năng sút thôi, sút xa, sút xoáy và khéo léo. Đây là bộ ba kỹ năng và nó là ngon nhất của CDM. Và hai anh chàng CB cũng như là hai anh chàng hậu vệ cánh thì mình sẽ để huấn luyện kỹ năng là khéo léo nè, là tổ chức nè, hoặc là khéo léo với lại tắt bóng được. Và GK thì mình sẽ để huấn luyện với kỹ năng là cản phá sút khoảng cách trung bình, cản phá sút và cản phá sút tầm thấp. Đó là bộ ba kỹ năng ngon nhất của GK. Nhà quản lý thì mình sẽ để huấn luyện viên đó chính là Roy Hodgson, bởi vì huấn luyện này có tốc độ chạy nè và có cả truyền chính xác, hai điều rất là quan trọng cho sơ đồ này. Thì 4-2-1-1 này mình lối chơi đó, thì mình sẽ 59, truyền là 54 và chọn vị trí sẽ tổ chức. Tạt bóng mình sẽ để 76 thôi, truyền bóng là 54, sút là 27 và chọn vị trí cũng sẽ là tổ chức. Đây là sơ đồ mình sẽ thiên vào lối chơi tạt bóng ra cánh. Mình có thể tạt vào, mình có thể truyền vào và đôi khi mình có thể truyền một tiếng hai để sút xa. Và đây là lối chơi liên quan đến phản công nhanh và truyền dài nha, những đường truyền khá dài. Mình sẽ truyền từ CDM á, mình đẩy mạnh ra hai cánh, hoặc từ CDM đẩy lên CM và đẩy ra hai cánh, thì những đường tấn công nhẹ nhàng hơn. Và game lực mình để 26 thôi, quyết liệt 27, cự ly hình là 26 và đường thủ sẽ tự do. Chiến thuật đơn thì mình sẽ để tiền đạo là công 3 thủ 1 sẽ nát chạy chỗ, hai tiền vệ cánh sẽ là công 3 thủ 2 xe bám biên và tất cả còn lại sẽ mặc định. Tiền vệ tấn công CM là công 3 thủ 2 mặc định hết. Hậu vệ CDM cũng vậy, mình sẽ để công 2 thủ 3 tấn công bằng, phòng thủ công bằng và đánh chặn không thương. Hai hậu vệ cánh mình sẽ để công 2 thủ 3 không tham gia tấn công, và hai CB sẽ là công 1 thủ 3. Và đứng thứ ba trong sách này đó chính là sơ đồ 4-2-3-1. Sơ đồ này thì mình sẽ có một tiền đạo cắm duy nhất, nó mình sẽ gắn huấn luyện kỹ năng đã di chuyển ngay khi đỡ một nè, phản ngay khi kêu xâm nhập lại cạnh xoáy. Và bộ ba tiền về tấn công thì mình sẽ gắn huấn luyện khá giống nhau, quan trọng nhất vẫn là đỡ bước một, vẫn là phản ứng ngay khi kêu xâm nhập, vẫn là khéo léo, vẫn là tạo ghi bàn. Thì hai CDM mình sẽ gắn huấn luyện kỹ năng đó chính là sút xa, sút xoáy và là khéo léo thôi. Đây là ba kỹ năng hợp lý nhất của CDM này. Và Varane hay là CB thì mình sẽ gắn với lại những
cái sơ đồ khác, đó là khéo léo với lại tổ chức, khéo léo với lại tắt bóng. GK thì mình sẽ gắn là phải ở ngay cái cản phá trung bình, hoặc là cản phá sút và lại cản phá tầm thấp nữa. Nhà quản lý thì mình sẽ để huấn luyện viên kỹ năng, đó chính là Barry Robson, huấn luyện viên này có truyền với lại sút chính xác. Thì cái sơ đồ hai một này không có nhà quản lý truyền chính xác, để sút chính xác ra. Và chiến lược đội thì mình sẽ để hình 4-2-1 này sẽ là tốc độ 53 thôi, truyền là 54-44 nhá, và chọn chia sẻ tổ chức. Thì đội này thì mình sẽ phản công theo kiểu phản công nhanh, nhưng mà những đường truyền của mình nó cũng ngắn thôi, và nó không nhanh quá, nó nhanh vừa đủ thôi. Và công thì mình sẽ để 64 nè, tài khoản là 68, và sút sẽ là 40, và chọn vị trí sẽ là tổ chức. Thì đây là sơ đồ các bạn sẽ thiên về lối chơi tấn công trung lộ nhiều hơn. Tất cả mọi hướng truyền mình sẽ hướng vào trong á, và tất cả những cú sút thì mình sẽ thường sút ở trong vòng cấm, nếu không thì bạn vẫn có thể tung ra cú xa. Ở đội này thì mình phụ thuộc ghi bàn vào ban chèn tiền và tấn công khá nhiều. Và cái áp lực thủ thì mình sẽ để 24 thôi, quyết liệt là 18, và đường thủ sẽ là tự do cự ly 21 đó. Đây sẽ là cự ly hẹp hạn chế cú xa của đội thủ. Và chiến thuật đơn thì mình sẽ để tiền đạo theo công 3, thủ 1 sẽ nấp chạy chỗ. Tiền về tấn công thì mình sẽ để mặc định hết. Hai anh chàng CDM thì mình sẽ để là công 2, thủ 3 và tấn công bạc. Và bộ tứ hậu vệ thì mình sẽ để là công 2, thủ 3, không tham gia tấn công như hào vệ cánh. Và hai CB sẽ là công 1, thủ 3, chỉ vị trí thôi. Và đứng thứ hai trong danh sách này đó chính là sơ đồ 4-2-1-3. Đây là sơ đồ tấn công gần như là tổng lực và được rất là nhiều người sử dụng trong phiên bản hiện tại của FIFA 4. Thì hai tiền đạo cánh thì mình sẽ gắn về kỹ năng cũng giống như những sơ đồ khác thôi, cũng là di chuyển ngay khi đỡ một này, cũng là phản ứng ngay khi kèo xâm nhập. Tiền đạo cũng vậy, cũng là bộ ba kỹ năng đó. Và CM thì mình cũng sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng cũng khá giống với tiền đạo đó, cũng di chuyển ngay khi đỡ một, cũng khéo léo và tạo ghi bàn để kiến tạo cho đồng đội. Và hai anh chàng CDM thì mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng liên quan tới sút nhiều hơn, cũng là sút xoáy và sút xa với lại khéo léo luôn, khá giống nhau ha. Và CB cũng vậy, GK cũng vậy, cũng là những kỹ năng khéo léo với lại tắt bóng với lại khéo léo và tổ chức. Và nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên đó chính là ông Gareth Southgate, bởi vì ông này có tận dụng khoảng trống và chính xác, cái kỹ năng rất là cần thiết cho cái sơ đồ này luôn. Và chiến thuật đội của sơ đồ 4-2-1-3 thì mình sẽ để tốc độ là 56 nè, truyền sẽ là 52 và chọn vị trí sẽ tổ chức. Đây là sơ đồ mình sẽ phản công cũng vừa phải thôi, nhưng mà những đường truyền của mình thì nó sẽ khá dài. Và tấn công thì truyền bóng mình để 54 và tạt bóng sẽ là 72, sút là 31 và chọn vị trí sẽ tổ chức. Đây là sơ đồ mình thiên về tấn công cánh nhiều hơn, các bạn phải đẩy hết tất cả đường banh của bạn ra hai anh chàng tiền đạo cánh để họ có thể tạt vào, họ có thể truyền vào trong, họ có thể truyền về CDM để có thể xa. Và thủ thì mình sẽ để 23, quyết liệt là 22, cự ly là 28 nè, đường thủ sẽ là tự do. Thì đây là mình thủ thấp thôi, hạn chế những pha sút xa của đối thủ á. Và chiến thuật đơn thì mình sẽ để tiền đạo sẽ là công 3, thủ 1 sẽ nách chạy chỗ nha. Và hai tiền đạo cánh sẽ là công 3, thủ 2 sẽ bắt biên. Và CM thì mình sẽ công 3, thủ 2 phòng ngự cơ bản ra, tất cả thứ đều là định hết. Hai chàng CDM thì mình sẽ để công 2, thủ 3 tấn công bạc để họ tham gia tấn công. Hai tiền vệ cánh hầu vệ cánh sẽ là công 2, thủ 3 không tham gia tấn công. Hai CB sẽ công 1, thủ 3 vị trí. Và đứng đầu trong danh sách là top 5 sơ đồ hợp meta hiện tại nhất, đó chính là sơ đồ 4-2-2-2 ST set. Thì sơ đồ này mình sẽ có một ST và một set, thì mình sẽ gắn luyện kỹ năng đó chính là di chuyển ngay khi đổi một nè, phải ứng ngay khi kêu xâm nhập lại số xoáy, và thêm cái khéo léo nữa cũng được. Hoặc là có thể tạo hội bàn set. Hai vị trí này thì huấn luyện viên kỹ năng khá giống nhau, và hai tiền và cánh cũng vậy, huấn luyện viên kỹ năng cũng khá là giống là hai tiền đạo. Mình sẽ có đủ một, mình sẽ có phản ứng ngay khi kêu xâm nhập lại tạo hội bàn và khéo léo nữa. Thì hai anh chàng CDM mình sẽ gắn huấn luyện viên kỹ năng đó chính là sút xoáy nè, sút xa nè, với lại khéo léo nè. Hai bộ kỹ năng sút và bộ tứ hậu vệ thì mình cũng thắng giống như những sơ đồ khác, là khéo léo với lại tổ chức, hoặc là khéo léo với lại tắt bóng. Và hai chàng hậu vệ cánh cũng vậy á, GK thì mình sẽ gắn là cản phá sút khoảng cách trung bình với lại cản phá sút. Nhà quản lý thì mình sẽ chọn huấn luyện viên đó chính là Unai Emery. Đây là huấn luyện viên cơ bản nhất, cẩn thận nhất, về đây có chuyền chính xác này, có tốc độ chạy, hai cái rất là quan trọng với sơ đồ 4-2-2 này luôn. Và chiến thuật đội thì mình sẽ thiên về lối chơi tấn công tùy các bạn mà. 4-2-2 SCM này có lối chơi khá biến ảo nha, mình sẽ để lối chơi tốc độ sẽ là 60, chuyền sẽ là 44 thôi, chọn vị trí sẽ tổ chức đó. Và đội này thì mình sẽ phản công nhanh, chuyền thì mình sẽ chuyền hơi ngắn tí xíu, bởi mình sẽ cơ gọi là cải tiến mới lại. Và công thì mình sẽ để 62 nè, chuyền bóng tạt bóng là 71, sút là 50 và chọn vị trí sẽ tổ chức. Đội này thì mình muốn thiên về trung lộ, thiên về sút xa hơn, bởi ở phiên bản hiện tại các sút xa bắt đầu mình quen dần cái nhịp rồi, thì mình sẽ để như thế này nó sẽ dễ dàng hơn. Thủ thì mình sẽ để 24, em lập thay quyết liệt 22 và tự nhiên là 21, đường thủ sẽ tự do, thủ thấp thôi. Và chiến thuật đơn của từng cầu thủ thì tiền đạo mình sẽ để công 3, thủ 1 sẽ nách chạy chỗ. Xếp thì mình sẽ để công 2, thủ 1 sẽ nách và tất cả lại công bằng. Hai tiền vệ cánh thì mình sẽ để là C2 bắn biên, SC1 sang dòng cắm, SL1 dọc khe, đó, nó để chạy nhiều hơn, vô dòng cắm nhiều hơn, trung lộ nhiều hơn.
hai Cedermon mình sẽ để công 2 thủ 3, phòng tấn công bằng phòng thủ công bằng nhận thường. Và hai hậu về cánh thì mình sẽ để công 2 thủ 3, không tham gia tấn công nha. CB là công 1 thủ 3 thôi. Và đó là top 5 sơ đồ hộp meta gameplay 9.0 tại nhất theo đánh giá của mình nha. Dĩ nhiên mỗi người sẽ có cái đánh giá khác nhau về những sơ đồ mà các bạn thích chơi, các bạn hãy comment phía dưới phần bình luận á. Và chúng ta sẽ cùng bàn luận với nhau về điều đó, và đừng quên để lại mình một like và subscribe để giúp mình có thêm động lực làm video sau nha. Và một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn vì đã xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.